Vâng, em xin chào bác nhé. Xin chào bác đang coi video nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu bác ba sản phẩm mới của Nguyên Hộp nhé. Vâng, shop em là ở cầu Cáp, đoạn đào Phục Cứ Nghiên. Đấy thì số điện thoại để bác liên hệ đặt hàng là 0975 782 118. Đấy thì các bác có sử dụng Zalo thì bác kết nối với em, thì em khi mua hàng em sẽ gửi ảnh quay video test thử chức năng chống giật và độ nhạy của những chiếc hát chống giật để gửi cho bác xem trước. Đây thì hôm nay em giới thiệu về với các bác được ba sản phẩm đây. Thì em chưa quay chi tiết, hôm nay em sẽ quay chi tiết nhé để giới thiệu các bác. Đây là cái dòng át còn nguyên hộp nhé, chưa qua sử dụng của hãng Terasaki đấy nhé. Cái này chưa xông điện luôn nhé, hàng rất chi là đẹp. Đây, đầy đủ các phụ kiện luôn nhé. Đó, đây bên trong là có các ốc vít đây. Đây, cái ốc này nhé, em cũng chưa bóc ra luôn. Đây, cái ốc này để nó bắt vào cái chân đây nhé. Đây, ốc này để bắt vào cái chân đây nhé. Đấy, mình nhìn chân nó vàng sáng choang chưa. Đấy, mới sáng choang luôn. Thì đây là một chiếc Terasaki 30A, dòng giò là 30mA, còn mới nhé. Và trong này nó có cả hai chiếc ốc dài này để bắt vào bảng điện nhé. Loại này là vừa chân cài và vừa có thể bắt vít nhé. Đấy, các bác nhìn này, các góc cạnh. Đấy, còn nguyên, chưa hề sử dụng và chưa hề xông điện luôn đấy nhé. Nó còn nguyên trong hộp mà. Đấy, nhưng mà còn cái này là nó hay là cái gì nên là em cũng chưa biết nó là thuộc ở cái gì. Đấy, chưa nắm được cái đấy nó nắp ở cái gì luôn. À, cái này em không biết nó là cái gì. À, cái đồ còn nguyên, nguyên si nguyên hộp nhá. À, cái thứ nhất là cái Terasaki này, cái thứ hai, à, hộp của nó các bác nhá, như này. Toàn sơ đồ, toàn chữ Nhật với nó dịch ra phiên bản tiếng Anh nhé. Đấy. Đấy, chắc cái bảng hướng dẫn nắp, đấu nắp đây. Đấy, của hãng Terasaki nhé. Cái này là 30A. Đấy. Đấy, em có hai chiếc 30. Có hai chiếc 30A nhé. Đấy. Chưa một vết xuất sắc luôn. Chưa xông điện luôn. Các chân đồng của nó này, bao trông này, vàng choang luôn. Đây. 30A đây. 30mA. Caution chú ý này. Đấy. Cái tiếng Nhật em cũng không biết, tiếng Anh chỉ biết chút chút thôi. Cái này đây, cái này có thể gắn bảng thanh cài ở bảng điện nhé. Và có thể là bắt vít. Đây, cái lỗ bắt vít nó đây nhé. Đấy. Đấy, bác nhìn thấy thông sáng chưa? Đấy. Và cái này như cái kia nhé. Là nó kèm theo là hai tấm nhựa này. Em cũng không biết để nó để làm gì. Một số bác nắp điện thì có thể các bác biết, nhưng mà em thì em không nắm bắt được hết cái đó. Trong này là có 6 con ốc này và hai con ốc bắt vào hai đầu này để bắt vào cái bảng điện này. Đấy nhá. Đấy thì có hai chiếc đó. À, sang chiếc thứ ba. Chiếc thứ ba nhé. Đây. Các bạn nhìn chiếc Japan chưa? Đấy, Japan đi nhé. Đấy. Đấy thì đối với những chiếc 30A như này là hàng mới, nguyên hộp, chưa qua sử dụng nhá. Cái này chưa xông điện nhá. Thì em đang bán với giá là 300.000 chưa bao ship bác nhá. Và những cái con
20A này thì em bán với giá là 250.000. Đấy, thì em bán giá rất chi là ok như thế. Bác nào liên hệ sớm với em thì còn nhé, còn nếu mà liên hệ chậm thì có thể sẽ không còn. Đấy, đây là hàng mới chúng ta sử dụng nhé. Đấy thì em cũng báo giá luôn là đối với hai con 33 này em bán với giá là 30A này bán với giá là 300.000 nhé, còn 20A này em bán với giá là 250.000. Đây, tất cả còn nguyên ốc nhé. Đấy, chưa lắp và chưa sông điện luôn. Đây, các thiết bị nó kèm theo nhé, còn nguyên hộp đi nhé. Đấy, và nguyên hộp cái đây, Terasaki đây. Đấy, ok, bác nào lấy thì liên hệ em sớm nhé. Rồi, xin cảm ơn bác. Bác nào xem video thì cho em xin một nút like nhé. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em một đăng ký kênh để khi mà có những cái sản phẩm mới nhất mới về em đăng lên kênh thì các bác sẽ được xem ngay nhé. Vâng, cảm ơn bác, chào các bác.